rồi xuống xe về đó, về trại đó anh chạy. Thì về trại chờ giao cho anh mấy anh khách, mấy anh khách ta chốt đó. Còn thì bao cũng đông luôn đó. Thì anh chị nào có nhu cầu mà bò mẫu bò độ thì liên hệ chạy bò giống Long An. Quá quyết hàng về mới đẳng cấp anh kia.